để coi coi lần đầu tiên mình lính nhỏ của mình được ăn thức ăn tươi của robot thì sẽ như thế nào nhé. Điểm danh lại bốn gương mặt nhỏ trong nhà nè. Thì trước tiên là thằng ba vợ, nó là đứa lớn nhất trong bốn đứa nhỏ. Hồi nhỏ nó hiền khô mà không biết sao lớn lên nó quậy quá trời. Quay tới nó thì nó sẽ đóng cái mặt ngây thơ, nhưng mà nó không có ngây thơ đâu. Tiếp theo là con Tư Mập. Trong mấy đứa nhỏ thì Tư Mập là đứa hiền nhất, mặt người ta ngây thơ, tính tình người ta cũng ngây thơ luôn. Vị trí tiếp theo là thằng Năm Tấn. Nó là cái đứa có nhiều tật xấu nhất và báo nhất ở trong bầy nhỏ. Sở trường của nó là tha dép, cứ sơ hở là tha chiếc dép nó chạy à. Và cuối cùng là Út Chét. Út Chét là đứa nhỏ nhất và cũng là đứa nhát nhất. Mấy đứa kia lội theo mình đi rừng miết à, còn nó tới nay chưa dám đi nữa. Được cái là có cái kiểu mừng chủ thấy thương. Mỗi lần mà mình kêu tới nó là nó quẩy đuôi bất chấp vậy đó. Chuyện là bữa nay tụi nhỏ được robot gửi cho nguyên một thùng quà luôn, gần 30 cây thịt xay với đủ loại thịt luôn nha. Nói về thức ăn tươi dành cho thú cưng thì robot là ngon lành nha. Hơn 100 đại lý trên khắp cả nước và đầy đủ các loại giấy tờ chứng nhận thì kêu sao mà không ngon lành được. Anh chủ còn khoe với mình rằng robot là sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy và đã công bố với chi cục thú y. Mọi người có thể xem đầy đủ thông tin về robot ở website robotvietnam.com hoặc là mình có để link ở dưới phần bình luận đó. Mọi người vào xem thử nha. Khi mà luộc cái này thì mọi người nhớ là chế vào cho nó thêm miếng nước nha. Con Mâu không biết sáng có ai ghẹo chọc gì nó không mà nó ngồi buồn hiu cái mặt nó. Trời ơi nhìn mắt chán thì chứ. Với 4 cây thịt thì không có đủ cho nguyên bầy ăn đâu, phải thêm 8 lon gạo nữa nha. Con Chét là đứa nhỏ nhất, vậy nên một lát nữa là phải đứng ở ngoài canh cho mấy con lớn ăn no hết rồi con Chét mới được ăn nha. Thôi đừng có buồn nữa anh giỡn đó. Mệt bả hết biết, bả tự không cho bả ăn thiệt hay gì bả buồn hiu à. Còn đây là thịt mình đã nấu chín rồi, mọi người nhìn vô thì thấy mấy cái cục vàng vàng là bí đó nha. Ở trong mỗi cây thịt như vậy, ngoài thành phần chính là thịt ra thì còn có thêm bí, khoai lang, cà rốt, mề gà. Nói chung là nó sẽ đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng trong một bữa ăn cho tụi nó. Mình sẽ trộn hết số thịt này với cơm cho tụi nó ăn nha. Công nhận có đồ ăn vô là khác liền, đi tới đâu là đàn em chạy theo tới đó. Quan trọng nhất là cái khúc chia đồ ăn này nè, lạng quạng chia mà không đều là đàn em nó lật đổ anh xem đó. Rồi nè, bây giờ là chuẩn bị cho tụi nó ăn thôi, coi những gương mặt thèm ăn kìa mọi người. Ê, khay này con nào ăn thì đưa vô đây. Đúng đây. Mày ăn khay đó nè. Chia ra. Sụt rồi, của con riêng là sụt. Của con nè, đây nè, đang khay đó nè. Mua đây. Có con sù là nó ăn riêng nha mọi người. Sù với con cỏ là ăn riêng nha. Này có. Cỏ là không phải nó sợ cái đứa kia mà là do là cái tính tình của nó là vậy đó. Nó chỉ muốn ăn một mình rồi nó không có chịu ăn chung với ai hết trơn. Trời ơi cái khay này chưa gì hết trơn, bị bút lá Mâu. Cái khay này có con Mâu đi nhanh dữ hen. Trời ơi khay có con Mâu rồi. Bên đây nguyên gia đình hả? Gia đình mực mập, ói và muôn.